với lòng là không có uống ở chỗ này nữa, lần đầu cũng như là lần chót nha. Thì cái quán gì đâu, để coi coi cái gì. Trà đào bí đao 25-15 nè, dịu ngọt anh sưng đây, hạt chia hữu cơ đây, đó cái chỗ mà cái quán tiệm quận quận nhất đây, cái địa chỉ nè, 444 Võ Văn Kiệt, phường Cô Giang, quận nhất. Trà đào rễ cát hạt chia, má ơi nguyên một con gùi ở trong đây. Tôi mới bung cái bọc ra là tôi cho coi nè, tôi nói hạt uống ăn hết rồi tôi mới gặp nè, giờ tôi thấy còn mấy cái nữa tôi tiếc. Đó, thấy con gùi chưa, nó với mẹ trời trời thời với lòng luôn, không ăn chỗ này nữa, không uống chỗ này là uống hai. Nguyên một con gùi chà bá lửa rồi, đây tôi múc ra cho trời, mà tôi uống bữa nay tôi uống hết luôn má, tôi cũng mới thấy luôn á trời, trên đời thế gian. Đây ngô không dám uống nữa, để tôi móc lên lại con gùi cho tôi, quá để khó để quá. Đây. Con đùi này để trứng chắc nguyên một ổ. Thấy trong bụng luôn á. Đây. Nhìn cái cặn nha. Tôi mất cái có sao tôi nói vậy, tôi thề với lòng là không muốn qua đây hết. Người nào mà có đi ngang đây ấy, làm ơn làm phước đừng có mua giùm tôi cái nha. Để chợ cái địa điểm gì đó bán đồ gì đó mà. Thế mà giận. Đó. Nguyên con rồi bự bằng tôi luôn trời.